Kêu kêu xin chào các bạn, và mình là Kamui TV đây. Trời ơi, tí mình ở tít đằng sau luôn. Và tuy nhiên mặc dù Kamui cười thế thôi, chứ thật ra là các bạn cũng nhìn thấy đúng không? Đây là một khung cảnh, không biết là các bạn có biết thấy quen không, nhưng mà đây không phải là cái khung cảnh mà bình thường Kamui quay, mà đây là nhà của, và nhà cũng như là phòng của Simi. Và hiện tại là toàn bộ Hero Team đã đang có mặt tại Huế rồi. Thì nguyên nhân tại sao mọi người lại ở Huế thì cái này thì là do Simi bởi bị bệnh, và Hero Team phải đến đấy, và tất nhiên là sẽ cổ vũ cho Simi đúng không? Vì bọn chúng ta là một gia đình mà, nên là chúng ta sẽ đến và gặp với Simi. Và tuy nhiên thì ngày mai thôi là mọi người đã phải bay ra Hà Nội để có thể đi cùng với Simi đi chữa bệnh mọi người ạ. Kamui nghĩ là sẽ có khá là nhiều bạn đặt ra một cái vấn đề, đó chính là Simi có giả bệnh hay không. Thì cũng giống như lần trước Kamui bị mất kênh vậy, cũng có nhiều bạn bảo là Kamui uầy, thế này khéo đây là kịch bản của Kamui làm ra, và sau đó một thời gian thì Kamui lại lấy lại kênh. Nhưng mà đúng là Kamui có lại kênh thật, nhưng là Kamui bị hack kênh thật, và lần này thì cũng như là Simi bị bệnh thật, nên là các bạn đừng có nghĩ là kiểu Simi giả bệnh để câu view, câu like hoặc là câu gì đấy nha, không hề có chuyện đấy đâu nha các bạn. Và Kamui ra một cái thông báo này, đó chính là hiện tại thì sắp tới thì Hero Team cũng sẽ một số bạn người, ví dụ như là Kairon này, Simi này, thậm chí nó có thể là Sami, nói chung là mọi người đều có thể là giảm đi cái thời gian mà làm video, và đặc biệt là Kairon và Simi nha các bạn mọi người. Tại vì Simi phải làm để chữa được cái bệnh đó thì thời gian nó khá là lâu và nó không hề nhanh, và nhưng mà tuy nhiên bệnh này nó lại bất chợt xuất hiện á, nên là không thể làm mà chuẩn bị được các video để giữ chữ để đăng cho mọi người xem được. Nên là nếu mà Kairon và Simi và mọi người nếu mà có bị miss video này, hoặc là video ra ít để cho mọi người không có để xem, thì mọi người cũng thông cảm nha. Ok, và đó là thông báo ngày hôm nay của Kamui dành đến các bạn. Và các bạn đừng quên, sau khi mà Kairon và Simi quay lại thì mọi người đừng quên ủng hộ cho hai người đấy nha mọi người. Ok, và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye. Và đó là thông báo của Kamui.